Tin sau đây cho hay công ty của quân đội đã phá gần 600 hecta rừng. Theo như tờ báo Trí thức Việt Nam ngày 27 tháng 9 năm 2019 loan tin, công an của tỉnh Gia Lai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Hương, trưởng ban cai quản rừng phòng hộ Ayabuk để điều tra hành vi về gần 600 hecta rừng bị phá trắng. Trước đó thì vào giai đoạn năm 2008 cho tới năm 2013 thì công ty trách nhiệm một thành viên Bình Dương thuộc binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam đã phá gần 600 hecta rừng Ayabuk nằm dưới sự cai quản do bà Hương đứng đầu. Sau nhiều lần đấu tố nhau thì cuối cùng đến tháng 11 năm 2015 thì ông Trần Văn Khanh là cấp bậc đại tá, giám đốc công ty Bình Dương và Dương Công Tư là cấp bậc thượng úy, phụ tá phòng kế hoạch kinh doanh của công ty đã bị cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng bắt giam. Tới tháng 12 năm 2016 thì Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã tuyên phạt Khanh 6 năm tù và Tư 3 năm tù về tội hủy hoại rừng. Gần đây nhất thì thanh tra tỉnh Gia Lai đã phát hiện ra rừng Ayabuk đã bị mất trắng thêm hơn 1.200 hecta rừng từ lúc nào không biết. Trước đó, để hoàn thành hợp tác về việc xóa sổ toàn bộ những cánh rừng nguyên sinh, thì rừng giàu ở Gia Lai thì nhà cầm quyền đã biến rừng giàu thành rừng nghèo. Rồi tiếp tục sau đó, chính phủ, Cộng sản thì lại ra chủ trương cho phép Gia Lai được chuyển 100.000 hecta rừng nghèo thành đất trống để trồng cao su. Và trong quá trình phá 100.000 hecta rừng nghèo trên của các công ty nhà nước, thì các công ty này còn phá thêm những diện tích rừng khác để thỏa mãn lòng tham kiếm tiền.